Chương 765, Kinh Bản Sự quyển 2, phẩm 1, một pháp phần 2. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xu nên biết ai đối với tham, nhận biết đúng như thật, chứ nhận biết đúng khắp. Chưa đoạn trừ hẳn, thì người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa tham, nên không thể thông đạt, biết khắp. Đẳng giác không thể đạt đến Niết Bàn, và chứng đắc an lạc vô thượng. Ai đối với tham đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa tham thì có thể thông đạt biết khắp, đẳng giác đạt đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Thế nên các bí số đối với tham nên nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong pháp Phật nên tu phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ai chưa biết rõ tham khỏi cách xa Niết Bàn, ai đã biết rõ tham cách Niết Bàn không xa, ta thấy các hữu tình do tham làm cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn tham ấy, được thượng quả sa môn, không còn tái sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, ai đối với sân, chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa sân, nên không thể thông đạt, biết khắp, đẳng giác, đạt đến Niết Bàn, và chân đắc an lạc vô thượng. À, đối với sân đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã tròn trường hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa sân thì có thể thông đạt biết khắp, đẳng giác đã đến Niết Bàn và chân đắc an lạc vô thượng. Thế nên Bí Xô, đối với sân nên nhận biết đúng như thật, tri nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong Phật pháp nơi tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ai chưa biết rõ sân, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ sân, cách Niết Bàn không xa, ta quán các hữu tình do sân làm cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn sân ấy, được thượng quả sa môn, không còn tạo sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, ai đối với si, chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa si, nên không thể thông đạt biết khắp đẳng giác đã đến Niết Bàn và nhận đắc an lạc vô thượng. À, đối với si đã nhận biết đúng như thật, và nhận biết đúng khắp, là đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa si thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Thế nên Bí Xô, đối với si nhận biết đúng như thật, nhận biết nên nhận biết đúng khắp, nên cầu mong đoạn trừ hẳn, tức ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ai chưa biết rõ si, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ si, cách Niết Bàn không xa, ta thấy các hữu tình do si làm cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn si này, được thượng quả sa môn, không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, ai đối với phú, chưa nhận biết đúng giới thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, mà đó ngay nơi tâm mình chưa liệt phú, thì không thể thông đạt, biết khắp, đẳng giác, đạt đến Niết Bàn, và chứng đắc an lạc vô thượng. À, đối với phú đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa phú, nên có thể thông đạt biết khắp đẳng giác đã đến Niết Bàn và chân đắc an lạc vô thượng. Thế nên Bí Xô, đối với phú nên nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong Phật pháp nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ai chưa biết rõ phú, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ phú, cách Niết Bàn không xa, ta thấy các hữu tình do phú làm cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn phú ấy, được thượng quả sa môn, không còn thọ sanh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, ai đối với não chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa não, để không thể thông đạt biết khắp đẳng giác đạt đến Niết Bàn và chân đắc an lạc vô thượng. À, đối với não đã nhận biết đúng như thật, để nhận biết đúng khắp, để đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa não thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác đạt đến Niết Bàn và chân đắc an lạc vô thượng. Thế nên Bí Xô, đối với não nên nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tự ở trong Phật pháp nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ai chỉ biết rõ não, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ não, cái Niết Bàn không xa, ta quán các hữu tình do não làm cấu nhiễm,
qua lại đọa đèo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hạng nào ấy, đường thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ai đối với phẫn chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hạng, ở đó hai nơi tâm mình chưa lìa phẫn, là không thể thông đạt biết khắp đẳng giác đã đến Niết Bàn và trên đất an lạc vô thượng. Ai đối với phận để nhận biết đúng như thật, để nhận biết đúng khắp, để đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã liệt phận thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác đến Niết Bàn và cho đất an lạc vô thượng. Thế nên biết xô, đối với phận để nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tự ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ phận, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ phận, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình do phận làm cấu nhiễm, quay lại đọa đèo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hạng phận ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ai đối với hận chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hạng, người đó nghe nói tâm mình chưa lìa hận nên không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và cho đất an lạc vô thượng. Ai đối với hận để nhận biết đúng như thật, là nhận biết đúng khắp, để đoạn trừ hạng, người đó nghe nói tâm mình đã lìa hận thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng được an lạc vô thượng. Thế nên biết sâu đối với hận phải biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên cầu mong đoạn trừ hẳn, tự ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ hận, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ hận, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình do hận làm cấu nhiễm, qua lại đọa đều ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hẳn hận ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ai đối với tật chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa tật nên không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn để chứng đắc an lạc vô thượng. Ai đối với tật để nhận biết đúng như thật, để nhận biết đúng khắp, để đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa tật thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Thế nên biết xô, đối với tật phải nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn đã đắc lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ tật, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ tật, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình do tật làm cấu nhiễm, qua lại đọa đèo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hẳn tật ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ai đối với sang chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa liệt sang, để không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Ai đối với sang đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa sang thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Thế nên biết sao, đối với sang phải nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tự ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai chưa biết rõ sang, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ sang, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình cho sang làm cấu nhiễm, qua lại đọa đèo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hẳn sang ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ai đối với đam chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa đam nên không thể thông đạt biết khắp đẳng giác đạt đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Và đối với đam đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa đam thì có thể thông đạt biết khắp đẳng giác đạt đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Thế nên biết số đối với đam nên nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tự ở trong pháp Phật nên tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ đam, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ đam, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình do đam làm cấu nhiễm, qua lại đọa đèo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn đoạn trừ hẳn đam ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết đối ai đối với mạng chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình chưa lìa mạng, để không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và chứng đắc an lạc vô thượng. Ai đối với mạng đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn,
Rồi đó ngay nơi tâm mình đã lìa mạng, tôi có thể thông đạt biết khắp đạn giác để đến Niết Bàn và cho đất an lạc do thượng. Thế nên biết sâu đối với mạng và nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên nó tìm cách đoạn được hẳn, tức ở trong pháp Phật nơi tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ mạng, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ mạng, có Niết Bàn không xa. Tại quán các hữu tình do mạng làm cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai hiểu biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn mạng ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: biết sao nên biết ai đối với hại, chưa nhận biết đúng chưa thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn. Và đó hai nơi tâm mình chưa lìa hại, nên không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và sự cho đất an lạc vô thượng. Ai đối với hại đã nhận biết đúng như thật, đã nhận biết đúng khắp, đã đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa hại, thì có thể thông đạt biết khắp đại giác đến Niết Bàn và trên đất an lạc vô thượng. Thế nên biết số đối với hại nên nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong pháp Phật nơi tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: ai chỉ biết rõ hại, người đó xa Niết Bàn. Ai đã biết rõ hại, cái Niết Bàn không xa. Tập quán các hữu tình do hại làm cấu nhiệm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Ai khi biết đúng đắn, đoạn trừ hẳn hại ấy, được thượng quả sa môn không còn thọ sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: biết sao nên biết ai đối với tất cả, chưa nhận biết đúng như thật, chưa nhận biết đúng khắp, chưa đoạn trừ hẳn, người đó khai nơi tâm mình chưa lìa tất cả, nó không thể thông đạt biết khắp đẳng giác để đến Niết Bàn và cho đất an lạc vô thượng. Ai đối với tất cả để nhận biết đúng như thật, để nhận biết đúng khắp, để đoạn trừ hẳn, người đó ngay nơi tâm mình đã lìa tất cả thì có thể thông đạt biết khắp đại giác để đến Niết Bàn và trên đất an lạc vô thượng. Cho nên biết số đối với tất cả phải nhận biết đúng như thật, nên nhận biết đúng khắp, nên tìm cách đoạn trừ hẳn, tức ở trong pháp Phật nơi tu hành phạm hạnh. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai tất cả chưa rõ, người đó xa Niết Bàn. Ai tất cả đã rõ, cái Niết Bàn không xa. Ta quán các hữu tình do tất cả cấu nhiễm, qua lại đọa nẻo ác, chịu sinh tử luân hồi. Bởi kệ tóm tắt phần kinh bản sự trước: tham nhuế và ngu si, phú tàn não phẫn hận, tật sang cùng đam mê, mạng hại cùng tất cả. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: biết sao nên biết ở trong phước nghiệp sự của tất cả sự tu tập thì tâm từ giải thoát là đứng đầu. Vì sao? Vì tâm từ giải thoát có hai đức rất mạnh mẽ, ánh sáng của nó che lấp tất cả các phước nghiệp sự khác. Dù oai đức của các phước nghiệp sự khác so với oai đức của sự tu tập của tâm từ giải thoát thì không bằng 1/16. Bí sơ nên biết, bây giờ trong tất cả các quốc vương lớn nhỏ thì chuyển luân thánh vương là đứng đầu. Vì sao? Vì chuyển luân thánh vương có oai đức rất lớn. Oai đức của chuyển luân thánh vương che lấp tất cả các vua lớn nhỏ. Vì oai của các vua lớn nhỏ so với oai đức của chuyển luân thánh vương thì không bằng 1/16. Các phước nghiệp sự khác cũng là như vậy, so với sự tu tập của tâm từ giải thoát thì không bằng 1/16. Là như trong các ngôi sao lớn nhỏ thì mặt trăng tròn đầy là đứng đầu. Vì sao? Mặt trăng tròn đầy có ai quang rực rỡ, ánh sáng của nó che lấp tất cả các ngôi sao lớn nhỏ khác. Vì oai quang của các ngôi sao lớn nhỏ kia so với mặt trăng tròn đầy thì không bằng 1/16. Các phước nghiệp sự khác cũng là như vậy, so với oai đức của sự tu tập tâm từ giải thoát thì cũng không bằng 1/16. Khi ấy Đức Thế Tôn ta nhắc lại nghĩa này và nói kệ: hết thảy phước nghiệp sự so tâm từ giải thoát thì trong 1/16 không bằng được 1/1. Đối với một hữu tình thường tu tâm từ thiện, phước đó còn vô biên, huống gì với tất cả. Có các đại quốc vương hàng phục khắp đại địa, hỏi bố thí trong đời cho khắp không thiếu gì, phước bố thí cũng vậy, không bằng tu tâm từ so trong 1/16, cũng không bằng 1/1. Như chuyển luân thánh vương oai đức che các vua, cũng như mặt trăng tròn ánh sáng che các sao. Sự tu hành như vậy, tất cả phước nghiệp sự đều bị oai đức của tâm từ thiện che lấp. Tu tâm từ giải thoát với người hay phi nhân, tất cả các hữu tình đều không thể làm hại. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí sư nên biết, đạo quan xét thế gian không có một pháp nào làm ngoại duyên mạnh mẽ cho những bậc hữu học tâm chưa chứng đắc khi mong cầu quả an lạc vô thượng như là thiện tri thức. Vì sao? Với các hữu tình kia nhờ nơi tri thức thiện mà đạt được sự mong cầu, nghĩa là đoạn trừ các điều ác, tu tập các việc lành, được thân thanh tịnh chân thật, không tạp nhiễm.
Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Ta quan sát thế gian, không có một pháp nào hữu học chưa đắc tâm, khi cầu quả vô thượng, làm ngoại duyên mạnh mẽ, như là thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, mong cầu đều thành tựu, kính vâng lời dạy bảo, phụng hành không buông lung, mau chứng đắc niết bàn, lìa sở thường an vui. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, ta quan sát thế gian không có một pháp nào làm nội duyên mạnh mẽ cho những bậc hữu học chưa chứng đắc tâm, khi mong cầu quả an lạc vô thượng, như là tác ý đúng. Vì sao? Vì các hữu tình kia nhờ tác ý đúng mà những điều mong cầu được thỏa mãn, nghĩa là đoạn các điều ác, tu tập các điều lành, được thân trong sạch chân thật, không tạp nhiễm. Khi ấy Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: Ta quan sát thế gian không có một pháp nào hữu học chưa chứng đắc, khi cầu quả vô thượng, làm nội duyên mạnh mẽ, như là tác ý đúng, tu tập tác ý đúng, mong cầu được thành tựu, như lý quán sát kỹ, tu hành không buông lung, một chứng đắc niết bàn, lìa sở thường an vui. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, các hữu tình nào thường biết bố thí, giúp đỡ người khác, quả báo đạt được rõ ràng ngay trước mắt. Như ta biết, thì họ không bị sự keo kiệt trói buộc, cấu nhiễm tâm. Dẫu người đó chỉ có một miếng ăn, chắc chắn người đó cũng sẽ đem phân chia cho người khác, rồi sau mới ăn. Các hữu tình chỉ không biết bố thí, giúp đỡ, bị sự keo kiệt trói buộc, làm cấu nhiễm tâm. Tuy họ có thức ăn uống và của nhiều vô lượng, nhưng họ không chia cho người khác, chỉ thọ dụng một mình. Vì sao? Vì ban bố giúp đỡ thì sẽ được quả báo sinh lên cõi trời và trong loài người, qua lại vô lượng lần để nhận các sự an vui. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: Thế gian các hữu tình, ai biết rõ huệ thí, thường nhận quả báo lớn, thấy rõ như Như Lai. Tâm họ không hề bị cái kiệt làm cấu nhiễm, dù chỉ một miếng ăn, họ cũng đều phân chia. Không biết quả bố thí, thấy rõ như Như Lai, tuy có nhiều của cải, họ kêu kiệt không cho. Ai nói ruộng phàm thánh, ba thời hoan hỷ cúng, qua lại vô số lần, nhận quả báo trời người. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, các hữu tình nào nhận biết về phạm giới sẽ nhận quả báo rõ ràng ngay trước mắt. Như ta đã biết, đi đứng nằm ngồi đều không được an ổn, nói cười ăn uống đều không suy nghĩ. Người đó trong lòng sợ hãi, cuồng loạn bức bách, thân hình khô héo như cỏ lau bị cắt. Do vì không biết nên họ an nhiên không sợ. Vì sao? Vì các tội như phạm giới thường đi đến đạo ác, phát triển rất dữ cho các quả báo khổ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói tác là nghĩa này và nói kệ: Thế gian các hữu tình, ai biết rõ phạm giới, thường chịu quả báo khổ, thế rõ như Như Lai. Bốn hoa nghi không an, nói cười ăn không nghĩ, tâm sợ hãi cuồng loạn, như héo như cỏ bị cắt. Do không biết phạm giới, thường nhận quả báo khổ, thấy rõ như Như Lai, an nhiên không khiếp sợ. Những người phá hủy giới, nhất định đọa nẻo ác, đành chịu quả báo khổ càng thêm mạnh vô cùng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, các hữu tình nào thường biết trì giới sẽ nhận quả báo rõ ràng ngay trước mắt. Như ta đã biết, người đó đối với tự thân càng sinh nhàm chán thì an lạc tự đến. Dựa vận giới cấm, các hữu tình dù không biết ưa tham đắm thân mình, phá hủy giới cấm. Vì sao? Vì các phước về trì giới thường được nhận cảnh giới thiện, phát triển rất mạnh mẽ, các quả báo vui. Khi Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này mà nói kệ: Thế gian các hữu tình, ai biết rõ trì giới, thường được quả báo vui, thấy rõ như Như Lai. Ngài nơi thân bất tịnh, càng hay sinh nhàm chán, cầu thắng quả vị lai, giữ gìn giới trong sạch. Dù không biết trì giới, thường được nẻo thiện vui, thấy rõ như Như Lai, nên hủy phạm tịnh giới. Những người hộ trì giới, được sinh trong nẻo thiện, nhận được cõi trời vui, chứng được chứng niết bàn vô thượng. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, các hữu tình nào nhận biết, nhưng nói dối không xấu, không hổ, không có tâm sửa đổi. Ta nói các hữu tình đó đối với các nghiệp ác bất thiện, không một việc gì mà họ không làm. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt là nghĩa này mà nói kệ: Biết nhưng cô nói dối, không hổ thẹn sửa đổi, các hữu tình như vậy không ác nào không tạo. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, các hữu tình nào nhận biết nhưng nói dối, càng sinh lòng hổ thẹn, dốc tâm sửa đổi. Ta nói hữu tình đó đối với pháp thiện trắng sạch, không điều gì là họ không làm.
Khi ấy Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: biết nhưng cố nói dối, có tâm hổ thẹn sửa, các hữu tình như vậy không thiện nào không tạo, siêng năng không buông lung, vâng lời tu chân chánh, được niết bàn vô thượng, lìa hẳn các sợ hãi. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí sư nên biết có một vị tối thắng, vị đó nếu không xuất hiện ở thế gian thì vô lượng hữu tình sẽ thoái thất thánh tuệ. Vị ấy là ai? Đó là Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không xuất hiện ở thế gian thì không thể nếu giảng về pháp tu thánh tuệ, nên các hữu tình sẽ thoái thất thánh tuệ. Bí sư nên biết các sự thoái thất về thân thuộc, bạn bè, của cải, địa vị, đó là thoái thất nhỏ. Thoái thất về thánh tuệ là thoái thất lớn. Vì sao? Vì các hữu tình thoái thất thánh tuệ là ngay nơi pháp hiện tại có nhiều sự lo buồn, sống không an lạc, có tai họa, phiền não, nhiễu loạn, đời sau luôn luôn chịu khổ và nhiều tai hại nặng nề bức bách, thường đi trong đường sinh tử, luôn bị đọa nơi địa ngục ngạ quỷ bàn sanh Atula, luôn chịu sinh tử buồn khổ trong hàng trời người. Vì sao? Vì do hữu tình kia đối với thánh tuệ chưa hiểu biết, chưa thông đạt nên luôn sinh tử luân hồi trong sáu đường. Các hữu tình nào chứng được thánh tuệ thì có thể ra khỏi ngay khi đó, chứ hết cảnh giới khổ. Nên các bí sô phải học như vậy. Ta phải làm sao để tu tập thánh tuệ khiến cho không thoái thất? Ta phải làm sao đối với các thánh tuệ phải hiểu biết thông đạt? Bí sô, các vị nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nhắc lại nghĩa này và nói kệ: Như Lai không xuất hiện thế gian, các hữu tình không ai cứu che chở sẽ thoái thất thánh tuệ. Mất bạn tiền địa vị gọi đó là mất nhỏ, nếu mất chân thánh tuệ đó gọi là mất lớn. Ta quan sát thế gian mất thánh tuệ vô thượng, lưu chuyển trong sinh tử, thọ những thân danh sắc, ngay trong pháp hiện tại chịu khổ không an vui, trong vị lai luôn luôn bị sinh tử luân hồi. Ai muốn cầu thánh tuệ đoạn trừ cảnh giới khổ nên nguyện chư Như Lai luôn xuất hiện ở đời. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí sư nên biết có một vị tối thắng, vị đó nếu xuất hiện ở đời ở thế gian thì vô lượng hữu tình sẽ tăng trưởng thánh tuệ. Vị đó là ai? Đó là Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì nếu các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian thì có thể nêu giảng về pháp tu thánh tuệ, làm cho các hữu tình tăng trưởng thánh tuệ. Bí sư nên biết các hữu tình tăng trưởng về bà con, bạn bè, tiền của, địa vị, gọi đó là tăng trưởng nhỏ. Tăng trưởng về thánh tuệ gọi là tăng trưởng lớn. Vì sao? Vì nếu các hữu tình tăng trưởng thánh tuệ thì ngay trong pháp hiện tại được nhiều sự hỷ lạc, không sống buồn khổ, tai hoạn, phiền não, nhiễu hại, không ở đời sau luôn chịu khổ, chịu nhiều tai hại dữ dội bức bách, không đi mãi nơi đường sinh tử, không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, không chịu sinh tử lo buồn trong hàng trời người. Vì sao? Vì hữu tình kia nhà nơi thánh tuệ đã hiểu biết, đã thông đạt, không còn sinh tử luân hồi nơi sáu đường. Các hữu tình nào chưa tăng trưởng thánh tuệ thì không thể xa lìa đoạn trừ các cảnh giới khổ. Thế nên các bí sô phải học như vậy. Ta phải tu tập như thế nào để thánh tuệ tăng trưởng? Ta phải làm sao để hiểu biết thông đạt các thánh tuệ? Bí sô, các vị nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa này và nói kệ: Như Lai nếu xuất hiện thế gian, các hữu tình có cứu giúp nương tựa thánh tuệ càng tăng trưởng, thêm bạn của địa vị gọi đó là thêm nhỏ, thêm được chân thánh tuệ đó gọi là thêm lớn. Ta quán xét thế gian được thánh tuệ vô thượng, không trừ lăng sinh tử, nhất định được niết bàn, ngay trong pháp hiện tại lìa khổ thường an vui, đời vị lai luôn luôn thoát sinh tử luân hồi. Ai muốn tăng thánh tuệ đoạn ngay cảnh giới khổ nên nguyện Phật Thế Tôn thường trụ mãi nơi đời. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí sư nên biết thế gian có một pháp ngay khi sinh trưởng làm cho các hữu tình ngu si điên đảo dày chắc, có bé theo đó tăng lên, nếu ác thêm dãy đầy, khiến nhiều chúng sinh tà những điều không lợi ích, làm những điều không an vui, khi các đại chúng trời người nơi thế gian không được nghĩa loại, tăng thêm nhiều buồn khổ. Một phép là gì? Đó là tà kiến. Vì sao? Vì do tà kiến nên làm cho các hữu tình ngu si càng tăng thêm điên đảo dày chắc, cấu uế
theo đó tăng lên. Nếu ác giải đầy, khiến nhiều chúng sinh tạo những điều không lợi ích, làm những điều không an vui, khi các đại chúng trời người thế gian không được nghĩa lợi, tăng thêm buồn khổ. Như vậy gọi là thế gian có một pháp, ngay khi phát sinh, làm cho các hữu tình ngu si tăng thêm, nói rộng ra cho đến làm cho các đại chúng trời người nơi thế gian không được nghĩa lợi, tăng thêm buồn khổ. Khi Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ, khi tà kiến phát sinh, ngu si càng tăng thêm, và điên đảo dày chắc, có uế theo đó tăng, các nẻo ác tràn đầy, không được những lợi lạc, tà kiến hại kẻ ngu, như lửa đốt các Phật. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bỉ sư nên biết thế gian có một pháp, ngay khi phát sinh, làm cho các hữu tình tổn giảm ngu si, diệt trừ điên đảo, pháp tịnh theo đó tăng lên, thoát khỏi các nẻo ác, nẻo thiện tràn đầy, giúp cho nhiều chúng sinh tạo được nhiều lợi ích, tăng thân sự an vui. Thế nào là một pháp? Đó là chánh kiến. Vì sao? Vì do chánh kiến nên làm cho các hữu tình tổn giảm ngu si, diệt trừ điên đảo, pháp tịnh theo đó tăng lên, thoát khỏi các nẻo ác, nẻo thiện tràn đầy, giúp cho nhiều chúng sinh tạo được nhiều lợi ích, được nhiều an vui. Khi các đại chúng trời người thế gian được nhiều lợi ích, tăng thêm sự ưa thích. Như vậy gọi là thế gian có một pháp, ngay khi phát sinh, làm cho các hữu tình tổn giảm ngu si, nói rộng ra cho đến làm cho các đại chúng trời người nơi thế gian được lợi ích, tăng thêm an lạc. Khi Đức Thế Tôn tôi nhắc lại nghĩa này và nói kệ, khi chánh kiến phát sinh, ngu si bị tổn giảm và điên đảo trừ diệt, các pháp tịnh tăng thêm, thoát ác đầy nẻo thiện, vì có những lợi lạc, vì chánh kiến ngay hiện tiền mau được vui niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ta quán sát thế gian không có một pháp nào còn xoay chuyển mau chóng như tâm con người. Vì sao? Vì tâm con người đối với cảnh xoay chuyển rất nhanh chóng, thế gian xuất thế gian không gì có thể ví dụ. Các vị nên giữ tướng của tâm như vậy, giữ được tướng ấy rồi nên khéo tư duy, khéo tư duy rồi nên khéo quán sát, quan sát rồi nên an trụ rồi, nếu không biết rõ bên trong có tham dục ràng buộc, các vị lại phải quan sát thật kỹ. Ta nay bị tham dục ràng buộc bên trong mà không biết ư? Ta nay bị không bị tham dục ràng buộc bên trong mà không biết ư? Quan sát thật kỹ rồi, lại nên tác ý tư duy theo một cảnh tướng đáng ưa thích. Tác ý như vậy, khi tư duy theo một cảnh tướng đáng ưa thích, tâm mai tùy thuận hướng đến, sẽ ưa thích cảnh ấy. Nên biết tâm như vậy là tùy thuận theo các dục, trái hẳn với sự xuất ly. Các vị khi ấy nên tự biết rõ, ta nay còn có tham dục ràng buộc bên trong nên không biết thể biết rõ, chứ không phải là không có. Ta nay chưa đoạn năm thứ tham dục trói buộc, chưa chứng ngộ so với trước kia, chưa có sai khác. Ta nay vẫn chưa chứng được quả đã tu. Ví như có người chèo thuyền chở nặng để ngược dòng nước, người bấy giờ phải ra sức dụng công. Nó chỉ lơ là giây lát thì thuyền bè sẽ lập tức bị dòng nước cuốn trôi phăng xuống. Như vậy các vị khi tư duy theo một hướng đáng yêu thích, nếu tâm tùy thuận hướng đến cảnh tướng hỷ lạc ấy, nên biết tâm này tùy thuận theo các dục, trái trái ngược với sự xuất ly. Khi các vị nên tự biết rõ, ta nay còn có tham dục ràng buộc bên mà không thể biết, chứ không phải là không có. Tới nay chưa đoạn trường năm thứ tham dục trói buộc, chỗ chứng ngộ so với trước kia chưa có sai khác. Tới nay vẫn chưa chứng được quả đã tu. Các vị tác ý, khi tư duy theo một tướng đã yêu thích, nếu tâm tùy thuận hướng đến hỷ lạc là tướng xuất ly, nên biết tâm này tùy thuận xuất ly trái với các dục. Các vị khi ấy nên tự biết rõ, tới nay không tham dục trói buộc bên trong, chứ không phải có mà không biết. Tới nay đọa đoạn năm thứ tham dục trói buộc, chỗ chứng hiện nay cùng với trước kia có sai khác. Tới nay đã có thể chứng được quả đã tu, như đem cá lồng chim quăng vào trong lửa, lồng chim lập tức cháy queo, không có giãn bung ra. Như vậy các vị khi tư duy theo một tướng đáng yêu thích, nếu tâm tùy thuận hướng đến tướng hỷ lạc xuất ly, đã biết tâm này tùy thuận xuất ly trái ngược với các dục. Khi các vị nên tự biết rõ, ta nay không có tham dục ràng buộc bên trong, chứ chẳng phải có mà không biết. Ta nay tuy đã đoạn trừ năm thứ tham dục trói buộc,
cho chứng hiện nay cùng với trước kia có sai khác, ta nay đã có thể chứng được quả đã tu. Thế nên các vị nên học như vậy: ta nay phải khéo chuyển tâm mình như thế nào khi nó được điều phục, trái hạn với các dục, tùy thuận, xuất ly. Bí xô, các vị nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: không có một pháp nào tánh luôn động như tâm, khó điều ngự, khó ngăn. Thế Tôn đã dạy rõ với những người có trí, đem lửa và dụng cụ uống mũi tên cho thẳng, làm bắn trúng nơi xa. Như vậy các bí xô nên khéo học phương tiện để phục tâm tánh mình, khi một chứng niết bàn. Bài kệ tóm tắt phần kinh Bản Sự Đức: tu từ, tu hai duyên, thí phạm giới, trì giới, hai vọng, hai thánh tuệ, tâm tà kiến, chánh kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bản Sự quyển 2.